Chào những anh em thiện lành, lại là mình đây. Kế bên mình là một chiếc xe có thể được coi là rất hiếm ở Việt Nam mình. Đó chính là chiếc KTM 690 Enduro R đời 2015. Bây giờ mình sẽ chia sẻ chi tiết với anh em về chiếc xe này để xem nó có cái gì đặc biệt. Nếu anh em nào đã theo dõi kênh Xe Tinh Tế thì anh em sẽ nhớ là trước đây bạn KOG đã có làm trên tay một chiếc xe cũng được coi là hiếm, đó chính là chiếc Đúc 690, cũng cùng phiên bản với 2015 luôn. Còn đây là phiên bản Enduro đời 2015, còn chiếc kia là Đúc 690. Đây là chiếc xe kèo kèo đầu tiên mà mình chia sẻ với anh em. Nếu như có gì thiếu sót hay là sai cái gì đó, anh em hãy bổ sung thêm cho mình để mình có cái động lực mình làm nhiều chiếc kèo kèo hơn cho anh em. Có một điều mà mình khá thắc mắc, nếu như anh em nào biết, anh em có thể chia sẻ thêm cho mình. Đó chính là việc những chiếc xe cào cào ở Việt Nam mình, cái giá nó rất là cao, rất khó tiếp cận. Mình không biết lý do như thế nào. Đó, và chẳng hạn như là chiếc xe mà mình đang làm chi tiết cho anh em, thì chiếc xe này ngày xưa có cái giá là hơn 500 triệu đồng. Còn với bây giờ, giá của nó là 480 triệu đồng chưa lăn bánh. Anh em thấy không? Một chiếc xe 690cc mà có một cái giá thành trên 500 triệu, với 500 triệu đồng đó anh em có thể có rất nhiều sự lựa chọn khác. Chẳng hạn như là một số dòng của BMW cũng được nè, rồi Ducati cũng được. Trong khi một chiếc xe cào cào thôi mà mắc như vậy, đúng không? Đây là chiếc Enduro, ngoài ra còn một cái chiếc nữa là một chiếc cào cào chạy phố có cái tên là 690 SMC. Và hai phiên bản này khác nhau ở một số chi tiết, chẳng hạn như là cái phần mâm đi. Mâm trước và mâm sau của chiếc Enduro nó khác với lại SMC. Chẳng hạn như là chiếc Enduro mâm trước là 21 inch, mâm sau 18 inch. Còn với cái bản SMC, cái bản cào cào chạy phố thì sử dụng mâm 17 inch và lốp là lốp trơn. Còn như anh em có thể thấy, cái lốp ở trên chiếc Enduro này là lốp gai lớn. Giá bán của nó thì cũng xem nhau thôi, không khác biệt nhau quá nhiều. Và mình sẽ chia sẻ tiếp với anh em. Đầu tiên là về cái phần dàn áo đi. Màu nguyên bản của xe đó chính là màu rất đặc trưng của KTM luôn, đó chính là màu cam. Còn bây giờ đã được custom lại dàn áo mới, dán tem mới là tem Red Bull. Và thêm một điều đặc biệt nữa là cái nhựa của chiếc KTM này là một loại nhựa rất là tốt, có thể chống chịu được va đập khi mà anh em té ngã. Bởi vì những chiếc xe này sinh ra để chạy những con đường khó khăn này kia thì chắc chắn cái việc mà anh em quăng quật xe té ngã này nó rất là bình thường, chứ không phải là như những chiếc sport bike, những chiếc naked bike chỉ chạy trên đường trường thôi. Thêm một điều nữa mà mình được chia sẻ, đó chính là cái việc dàn áo này rất khó để sơn lại. Tốt nhất anh em vẫn nên muốn thì dán thêm đề can, bởi vì khi mà anh em dán đề can, anh em có thể dán mọi thứ anh em thích. Mình sẽ chia sẻ với anh em tiếp về cái phần in xe. Trước tiên khi mà mình nói đến chiều cao thì mình sẽ chia sẻ với anh em nè, từ cái phần đuôi cho tới cái phần ngay chỗ cái chạc ba, anh em có thể thấy gần như là nó là một cái đường thẳng và nó chỉ lõm một xíu ngay chỗ cái phần in này thôi. Và chiều cao in là 890mm, phải nói là rất là khủng khiếp với tạ người trung bình của người Việt Nam. Bởi vì người Việt Nam mình với cái chiều cao in khoảng 790 là ok rồi, còn với một cái chiều cao cao như thế này, để mình ngồi lên cho anh em xem thử. Và với những chiếc cào cào, nếu như anh em nào chân dài, anh em nào dài người, anh em có thể bước một bước qua luôn. Còn với những anh em nào mà ngắn giò như mình đi, anh em có thể đạp lên cái bên này và anh em leo lên xe đấy, và ngồi xuống thôi. Còn để mình dựng lên, mình cao khoảng 1m70, gia cố thêm cái giày mô tô nữa. Và bây giờ mình đang chống hai chân bằng hai cái mũi giày, chứ không phải là hai cái mũi ngón chân nha anh em. Hai cái mũi giày mình mới chạm được thôi. Và khi mà anh em chạy, lúc mà chạy rất là đã, bởi vì xe cao mà, chỉ những chiếc xe cào cào phải nói là cái trọng tâm rất là cao, và anh em có thể chạy rất là sướng cho tới khi dừng đèn đỏ hay là dừng lại để chống chân. Mỗi lần chống chân mình phải nghiêng qua, và khi mà muốn chống bằng bàn chân luôn thì mình phải kê luôn cái đít ra ngoài, người ta hay gọi là cái kiểu chống chân chó đái anh em. Và thêm một điều nữa, đó chính là cái việc mở yên xe. Chứ mở yên xe lên bình thường với những chiếc xe khác thì anh em cắm gì của anh em mở, còn với chiếc cào cào này ở phía dưới nó có một cái cọng dây màu đen ở dưới này nè, em chỉ cần em móc ra, giật ra cái mở yên lên thôi. Và đây, rất là dễ dàng, cái thao tác rất là tiện. Có lẽ chiếc xe 690 Enduro R đời 2015 này, phần động cơ sẽ là phần đáng nói nhất đối với mình. Động cơ của xe sử dụng động cơ LC4 huyền thoại một xi lanh với dung tích là 690cc. Động cơ này cho cái công suất 74 mã lực
và moment xoắn là 73.5 Nm. Và cái đó là cái thông số mà mình chia sẻ đến với anh em thôi. Và cái đặc biệt của chiếc xe này như anh em có thể thấy là nó chỉ là một chiếc xe một xi lanh, chỉ là máy đơn thôi nhưng mà dung tích cực kỳ cao, tới 690cc một xi lanh. Anh em thấy là cái độ kinh khủng như thế nào? Anh em cứ nghĩ đi, với một chiếc xe Exciter đi, 155, anh em vặn ga lên này nó, anh em thấy một bít tông một xi lanh nó đã mạnh như thế nào rồi, còn cái này là tới 690cc. Và thêm một điều rất là đặc biệt mình muốn chia sẻ với anh em là động cơ này đã được sổ trái rồi, đã làm cái trái to hơn, hay được gọi là làm cái bít tông nó bự hơn đó. Và cái bít tông zin của chiếc xe này có cái kích thước là 102mm, tuy nhiên đã được thay lên một cái trái bự hơn có kích thước là 105mm. Bây giờ mình sẽ lấy cái trái zin cho anh em xem. Đây, đây là cái lồng zin và anh em có thể thấy nó to như cái tô vậy á. Nếu anh em nào thay lấy này mang về làm tô ăn cơm cũng được nữa, anh em nghĩ đi, một cái bít tông 105 nó sẽ to như thế nào. Và khi mà anh em thay cái này, mình thì không có rành về cái vấn đề mà độ máy móc này nọ đâu, cho nên mình sẽ chia sẻ những gì mà mình biết thôi. Mà những cái mình biết chỉ là cái bề nổi trên cái tảng băng thôi. Nếu như anh em nào hiểu rõ hơn, anh em có thể comment ở phía dưới chia sẻ thêm với mình về cái những cái mà gọi là độ cái động cơ. Và mình chỉ biết là đây là một cái bít tông cực kỳ bự, to như cái tô rồi, quá bự. Và chiếc xe này như mình nói là bây giờ cái mức công suất của nó đã được map lại hết rồi. Khi mà thay cái động cơ, khi mà sổ trái lớn hơn thì đã được map lại này kia cho nó ổn định hơn. Và mình nghĩ là mức công suất bây giờ sẽ tăng lên rất nhiều, cũng như là moment xoắn sẽ được tăng lên. Cái phần ống xả cũng đã được thay bằng một cái bô của hiệu Wing, hiệu đôi cánh. Tí nữa mình sẽ chạy xe để mình test thử cho anh em xem cái tiếng bô cũng như là cái tiếng máy này nó sẽ như thế nào. Đây có những cái phần ốp carbon bảo vệ cho cái phần cổ bô. Rồi khung. Và phần gác chân cũng đã được thay lại rồi bằng một cái gác chân CNC đầy gai. Với những cái gai như thế này để cho anh em khi mà anh em chạy xe, anh em đứng lên nó sẽ cố định cái chân của anh em không bị trượt. Bây giờ mình sẽ chia sẻ tiếp với anh em về những cái chi tiết nhỏ hơn ở trên chiếc xe này. Đầu tiên là về cái cụm đèn. Đây là một cái cụm đèn đẹp đặc trưng của dòng KTM trước đây, ở trong sử dụng bóng halogen. Với cái phiên bản 690 Enduro thì phiên bản 2021 đã được thay đổi cái phần đầu đèn để cho đẹp hơn, cũng như là trang bị thêm nhiều công nghệ để chiếc xe nó hiện đại hơn thôi. Đây là một cái mỏ két, thì đây là một cái nét rất là đặc trưng trên những chiếc xe cào cào. Tiếp đến để xem, xi nhan đã được thay bằng hai cái xi nhan đồ chơi của Rizoma. Phần phuộc cũng là một phần rất là đáng nói trên chiếc xe này. Một cái phuộc upside down rất là dài, với cái hành trình phuộc là 250mm, một cái hành trình phuộc cực kỳ dài luôn anh em. Cái mâm trên chiếc xe này sử dụng mâm 21 inch và sử dụng bánh căm nè. Trên mâm anh em có thể thấy những cái cục tròn tròn đính ở đây, đó chính là những cái cục cân mâm để chiếc mâm nó ổn định hơn khi mà anh em chạy xe với cái vận tốc cao. Rồi, chiếc xe này ở trong có ruột nha anh em. Lúc trước có kích thước là 90-90. Đĩa xe sử dụng đĩa đơn đường kính như là 320 cùng phanh 4 bít tông của Rambo. Rồi, bây giờ tiếp tục mình sẽ chia sẻ với anh em về cái phần ở phía sau đi. Đầu tiên là về cái phần gắp, thì đây là một cái gắp nhôm siêu nhẹ. Đây là một chiếc xe cào cào, trọng lượng chỉ có 140 mấy ký khô thôi, cho nên những thứ trên xe đều là những cái thứ mang cái chất liệu vật liệu tốt, vật liệu siêu nhẹ. Rồi, bánh xe lốp sau đây, lốp sau 18 inch, có kích thước là 140-80. Phanh sau là cũng là phanh đĩa đơn. Xe sử dụng cái truyền tải bằng dây xích nè, cặp te. Phần bô để xem. Rồi, để coi cần gì chia sẻ với anh em nữa đây. Cái phần đuôi này anh em, đây là cái phần biển số. Anh em thông cảm, mình che đi biển số bởi vì mình không muốn tiết lộ thông tin của chủ xe. Còn hai cái xi nhan ở hai bên nhỏ nhỏ xinh xinh nè anh em. Đó. Rồi, cái đây cũng có thể được coi là một cái dè chắn bùn luôn. Nhưng mà những chiếc xe này mình thấy những cái dè chắn bùn coi như không à. Bởi vì đây là những chiếc xe nghịch dơ mà, chạy vô những con đường đất cát nước nủng này nọ thì chạy về nó thành một cái cục bùn thôi. Rồi, tiếp tục mình sẽ chia sẻ với anh em về cái phần ghi đông của xe. Ghi đông của xe được đặt nằm ngang và phía dưới anh em có thể thấy đây có một cái cục xốp nè. Chiếc chìa khóa của chiếc Enduro này nó rất là nhỏ gọn, bé xíu xíu à, nhìn rất là cưng. Và cái lỗ cắm nằm ngay phần đầu yên luôn, cắm vô, mở lên. Đấy, rồi, mở cái phần bật tắt động cơ thì mình sẽ chia sẻ với anh em về cái phần đồng hồ. Đồng hồ của xe là loại analog kết hợp với lại LCD và hiển thị những cái thông số rất là đơn giản cho người chạy luôn và hiển thị rất là lớn. Vòng tua nè. Rồi, đây là cái số km trên 1 giờ, cái số gear và thời gian. Với phần cùm nút phía bên tay trái có những cái nút cơ bản, kèn, xi nhan, bật tắt pha, rồi không có bắt sinh.
Rồi còn với phần cùng nút phía bên tay phải thì chỉ có hai cái nút thôi, bật tắt động cơ cũng như là nút đề. Cái yên này cũng là một cái yên đồ chơi nha anh em. Đây thì mình mở lên, anh em có thể nhìn thấy phía bên trong sạch sẽ, cực kỳ sạch sẽ luôn anh em. Và cái mình muốn chia sẻ với anh em đó chính là cái phần lọc gió này. Cái bộ lọc gió đó được thay đổi bằng một cái lọc gió hỏa tiễn, và điều đặc biệt là nó to như cái lọc gió xe hơi vậy anh em. Bây giờ mình sẽ chạy thử chiếc KTM 690 Enduro R này để xem nó có gì khác. Giờ đầu tiên mình phải leo lên xe đã, tại vì xe cơ bản là nó cao quá. Ok, lên đường thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu chạy thôi. Cái nước ga đầu nó hơi ghê. Rồi. Rồi, bây giờ mình đang chạy thử. Chiếc này phải nói là cực kỳ bốc luôn nha anh em, một động cơ 690cc. Rất là kinh khủng khi mà mình chạy cái số 1 á. Cái lúc mà đề ba có cảm giác như là nếu như mình muốn là mình có thể bốc đầu lên bất cứ lúc nào luôn. Và cái cảm giác chạy của chiếc xe này, hôm bữa mình đã làm thử chiếc Hyper rồi, mình nói những cái dòng xe như Hyper á chạy kiểu cục xúc nó sẽ vui hơn. Và với chiếc xe này anh em phải chạy còn hơn như vậy nữa, anh em phải chạy dây kiểu thốc ga liên tục này kia anh em mới có thể thấy được cái độ bốc của nó. Nói chung là một chiếc xe rất là vui, và chạy trong phố này kia thì cũng hơi căng một xíu, tại vì một chiếc xe mạnh quá, một động cơ mà phải nói là chiếc xe này chạy cảm giác vui lắm anh em, thấy không? Ok, và như tư thế ngồi của mình rất là thẳng lưng. Và như mình nói, cái xe này chiều cao yên cao lắm, mình có dù có thòng hai chân đúng mình bơi và mình không chạm đất được nè anh em. Trời ơi. Và khi mà chạy chiếc xe này á, anh em sẽ cảm nhận được cái độ rần của nó. Chỉ có một động cơ, khi mà anh em kéo ga cao lên vòng tua cao á sẽ có một cái độ rần nhất định, nhưng mình ở trên này nó có một cái giảm chấn rồi, nó sẽ đỡ rần hơn. Nhưng mà mình vẫn rất cảm nhận rất là rõ ràng, một phần là vì cái lốp gai, khi mà cái độ rung nó dội lên trên tay sẽ nhiều hơn. Và chiếc xe này nó còn hai cái độ đỡ hai bên để đỡ cho cái phần tay côn, tay thắng. Nhưng mà bây giờ nó đã rớt mất một cái rồi, cho nên mình tháo cái còn lại luôn. Và khi mà vô cua chiếc xe này thực sự là mình cũng hơi ngại. Và khi vô cua cái trọng tâm cao á, cho nên mình phải lấy rộng ra ngoài. Chứ nếu như mà mình lấy sát quá, mình sợ là mình bẻ tay lái không kịp. Và chiếc xe này mình nghĩ là anh em có thể chạy nhanh được luôn. Nói chung là chạy nhanh cũng được, chạy chậm cũng được, chạy trong phố mà. Anh em chạy càng cục xúc càng tốt, chạy gắt lên, đó. Chết rồi, đèn đỏ. Cái mà mình sợ nhất khi mà chạy chiếc xe này đó chính là cái việc chín đèn đỏ. Bởi vì chân ngắn, mỗi khi dừng đèn đỏ phải nói là cực kỳ khổ. Ôi trời ơi. Khổ. Ok. Và thêm một điều nữa mình muốn chia sẻ với anh em là khi anh em đi những chiếc cào cào như thế này, nó có những trang bị dành riêng cho cào cào rất đẹp. Mình thấy đồ trang bị cho cào cào cực kỳ đẹp. Chẳng hạn như là một chiếc nón mình đang đội, đây là một chiếc nón Enduro. Nó có trọng lượng cực kỳ nhẹ luôn, khi mà anh em đi mà đâu thể nào anh em đội một cái nón quá nặng được. Nếu như có thêm một cái kính nữa thì nó sẽ ok hơn, nhưng mà cái này là đi trong phố cho nên mình không cần kính, mình đeo cái kính cận của mình là đủ rồi. Ngoài ra thì có những dòng áo thun dành cho cào cào của Ford cái này kia đó. Mình thấy mấy anh em cào cào chạy ngầu lắm, đặc biệt là đôi giày, những đôi giày cào cào phải nói là rất đẹp, những đôi giày cổ cao cực kỳ đẹp mắt, cực kỳ đá. Mà lúc anh em đứng lên anh em chạy, và thường anh em chạy cào cào anh em hay có cái trò mà stun đầu stun đít rồi nhảy qua nhảy lại á, nhưng mà những kỹ năng đó mình không có, cho nên thôi mình chỉ chạy cho anh em xem được chiếc xe này như thế nào thôi. Và cái đặc biệt cảm nhận rõ nhất, ấn tượng nhất trên chiếc xe này đầu tiên là về cái khối động cơ. Khối động cơ đã được độ lên với cái trái piston 105mm, cho nên cái sức mạnh của nó còn tăng mạnh hơn nhiều so với nguyên bản. Chạy xe cảm giác rất là vui, nói chung là cào cào vui lắm. Đây là chiếc xe đầu tiên phân khối lớn cào cào mà mình chạy cũng như là chia sẻ với anh em. Thực sự là đó giờ những chiếc cào cào đi phố khoảng 150-155 thì mình chạy rồi, nhưng mà với những chiếc xe này thì đây là lần đầu tiên, rất là vui. Và đó là những gì mà mình muốn chia sẻ với anh em về chiếc KTM 690 Enduro R này. Cảm ơn Tinet Shop đã cho mình mượn chiếc xe để làm trên tay cho anh em xem. Hy vọng anh em sẽ luôn follow kênh YouTube của Saturday để coi những video hay về xe. Bây giờ cảm ơn và xin chào anh em.